Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, cùng với những cơn mưa đêm qua thì lúc này ở khu vực Trung Du và vùng núi trời vẫn còn khá là mát. Nhiệt độ trên các khu vực đều chỉ từ 24 đến 25 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, rãnh áp thấp tiếp tục quá trình suy yếu thêm, miền Bắc mưa giảm nhanh, trời chuyển nắng. Ở vùng núi và Trung Du thì vẫn là khu vực nắng yếu hơn so với vùng đồng bằng, nên nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực này dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ. Đến tối và đêm nay, ở khu vực Trung Du và vùng núi sẽ có mưa dông trở lại, vẫn có điểm mưa to trên 50mm. Với miền Trung nằm trọn trong khối không khí ổn định, lúc này thì nắng cũng đã xuất hiện trên đều khắp 14 tỉnh thành phố miền Trung. Báo hiệu hôm nay tiếp tục là một ngày nắng mạnh. Một dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến tận Bình Thuận đều xảy ra nắng nóng. Khu vực các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi nằm trong vùng tâm của khối khí ổn định, nắng mạnh từ sớm gắt về trưa và chiều, nên nhiệt ngày hôm nay cao từ 37 đến 38 độ. Chỉ ở Thanh Hóa và Nghệ An nằm ở rìa của khối không khí ổn định nên trời nắng nhưng chưa đạt ngưỡng nóng, nhiệt độ cao 34 đến 35 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên ngày hôm nay tiếp tục ít mưa, chủ yếu có mưa về chiều tối và tối, ban ngày thì trời nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động từ 29 đến 32 độ, ở Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Trên biển, khu vực biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận tiếp tục là vùng biển động với gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 4 đến cấp 5, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.